Trưa ngày 3 tháng 12 năm 2020, Ngài Yamada Takeo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An, cùng trồng cây lưu niệm tại công viên Hội An, thể hiện tình cảm và ghi dấu chuyến thăm, làm việc nhân dịp kỷ niệm 21 năm ngày đô thị cổ Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngay sau lễ trồng cây, lãnh đạo tỉnh và thành phố Hội An có buổi làm việc trực tiếp với đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản. Đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao đổi với Đại sứ Nhật Bản mong muốn của tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An trong thời gian đến sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ để trùng tu chùa cầu theo hướng phục dựng, bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc công trình, nâng tầm các sự kiện ngoại giao, văn hóa giữa hai bên, đặc biệt là các sự kiện giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản định kỳ. Hợp tác hỗ trợ cho Hội An-Quảng Nam tái hiện lại các thời kỳ lịch sử trong quan hệ của hai bên, tạo thêm các sản phẩm du lịch, văn hóa, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ làm phong phú thêm không gian văn hóa Việt Nam-Nhật Bản tại Quảng Nam. Tiếp tục phối hợp mở lớp tiếng Nhật, tài trợ nguồn lực để Hội An xây dựng thành phố thông minh, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối các tổ chức cá nhân của Nhật Bản nhằm hợp tác hỗ trợ Quảng Nam trong công tác ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, v.v. Đại sứ Nhật Bản đã tiếp nhận các trao đổi và cho biết sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị của Việt Nam và Nhật Bản, trong đó Quảng Nam và Hội An được xem là trung tâm biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp này. Các hoạt động kết nối hỗ trợ thành phố Hội An về bảo tồn di sản, giáo dục, văn hóa nghệ thuật sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian đến.